Xin chào tất cả các quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nhất Huy Auto sẽ giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một bản báo giá chi tiết những dòng xe mà mới về và bản cập nhật giá mới ở trong mùa dịch. Thì đầu tiên em xin phép được giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một mẫu xe thì thuộc phân khúc hạng D. Mẫu xe này là mẫu Mazda 6 phiên bản 2.5, sản xuất và đăng ký năm 2016. Chiếc xe bản 2.5 thì nó có full option, loa boom hắt kính đầy đủ và đang được chào bán tại cửa hàng với mức giá là 660 triệu đồng, giá còn thương lượng. Chiếc xe được đăng ký bên tỉnh và chạy 8 vạn km. Ở bên cạnh đây thì em xin phép được giới thiệu đó là mẫu Kia Cerato phiên bản 1.6 Luxury, sản xuất và đăng ký năm 2019. Mẫu xe được đăng ký tên tư nhân biển tỉnh và chạy siêu lướt hơn 1 vạn km. Mẫu xe đang được chào bán tại cửa hàng với mức giá là 605 triệu đồng còn thương lượng. Chiếc xe sở hữu màu trắng khá là đẹp mắt, trẻ trung và năng động. Bên cạnh đây thì em xin phép được giới thiệu thêm một mẫu xe thì rất là đa dụng. Chiếc xe này là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G, bản cao nhất số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2017, tên tư nhân biển tỉnh. Chiếc xe thì chạy hơn 4 vạn km một chút, đang được chào bán tại cửa hàng với mức giá là 465 triệu đồng, giá còn thương lượng. Chiếc xe rất là đẹp và đa dụng, kể cả chạy gia đình hoặc là dịch vụ đều rất là ok. Đó. Bên cạnh đây thì em xin phép được giới thiệu mẫu xe tiếp tục thuộc phân khúc hạng D, đó là mẫu Kia Optima. Một chiếc xe mà theo em đánh giá thì rất là thú vị, chiếc xe phiên bản 2.0 Luxury, sản xuất và đăng ký năm 2019. Chiếc xe thì cực lướt, chạy 8.000 km điển thành phố, một chủ từ mới. Chiếc xe chạy chưa đến 1 vạn km đâu anh chị ạ. Và đây, chiếc xe thì sở hữu màu xanh tím than, rất là đẹp. Bên cạnh đây thì em xin phép giới thiệu mẫu xe mà khách đang xem. Đang xem trong xe đây thì là mẫu Mazda 3, sản xuất và đăng ký năm 2017, bản facelift, phanh tay điện tử. Thì chiếc xe đang được chào bán tại hàng mức giá là 570 triệu đồng. Chiếc xe biển Hà Nội, một chủ từ mới. Khách đang xem trong xe. Đó. Bên cạnh đây, em xin phép giới thiệu mẫu xe Kia Rio, nhập Hàn nguyên chiếc. Chiếc xe thì sản xuất và đăng ký năm 2016, biển tỉnh, một chủ từ mới. Sản xuất 2016 nhưng mà đăng ký lần đầu 2017, chiếc xe chạy hơn 3 vạn km thôi, đang được chào bán với mức giá là 415 triệu đồng, giá còn thương lượng. Xe rất đẹp, không lỗi lầm. Tiếp tục một chiếc xe của Kia thì em xin phép giới thiệu. Đây là mẫu Kia K3, sản xuất và đăng ký năm 2015, phiên bản 1.6. Chiếc xe thì đang được chào bán tại cửa hàng mức giá là 455 triệu đồng, đăng ký tên tư nhân biển tỉnh. Xe chạy hơn 4 vạn km. Và điểm đặc biệt là chiếc xe này được bọc một bộ ghế da bò nguyên chiếc, nguyên khối luôn. Thì ghế da bò này thì cao cấp hơn rất nhiều so với các loại ghế da PU bình thường của những chiếc xe khác. 455 triệu đồng cho mẫu xe này, với một vàng cát khá là đặc biệt. Ở dưới đây em xin phép giới thiệu mẫu xe Honda City phiên bản top, sản xuất và đăng ký năm 2018, tên tư nhân biển tỉnh. Chiếc xe đang được chào bán tại hàng mức giá là 530 triệu đồng, giá còn thương lượng. Honda City màu trắng, lăn bánh hơn 2 vạn km. Và chiếc xe theo em đánh giá là rất đẹp, đa dụng, tầm tiền khá hợp lý. Chiếc xe City này thì sản xuất 2018 và đã được vào thêm khá nhiều option, màn Android này, độ pô và thảm sàn 6D. Thì tiếp tục bên đây em xin giới thiệu mẫu xe nữa của Honda ở phân khúc cao cấp hơn. Thì là mẫu Honda Civic phiên bản 1.8e, sản xuất và đăng ký năm 2018, tên tư nhân biển tỉnh. Và chiếc xe thì lăn bánh hơn 3 vạn km, đang được chào bán tại hàng mức giá là 690 triệu đồng, giá còn thương lượng. Chiếc xe màu xanh tím than, Civic thì nhìn rất là thể thao rồi. Chiếc xe full option, kể cả là màn Android, thảm sàn 6D, bọc trần, tất cả, cam 360 nữa, khá là nhiều option cho chiếc xe này. Tiếp đến thì ở bên đây em xin giới thiệu một vài mẫu xe mà em cũng mới bán cho khách, mới xong đây. Thì như anh chị thấy bên đây là mẫu Hyundai Accent mà em cũng mới giới thiệu ở một clip trước. Thì lần này đã có khách lấy rồi, cọc rồi và em đã niêm phong cho khách. Mẫu xe này thì sản xuất và đăng ký năm 2014, em mới bán cho khách với mức giá là dưới 400 chút. Mẫu xe rất là đẹp. Bên đây thì em xin giới thiệu Honda City phiên bản phiên bản top, sản xuất đăng ký 2017, đăng ký tên tư nhân biển thành phố, một chủ từ mới. Chiếc xe lăn bánh hơn 3 vạn km, đang được chào bán tại hàng với mức giá là 510 triệu đồng, giá còn thương lượng. Thì đây là một mẫu xe mà nếu anh chị đã xem clip của em nhiều thì cũng khá là quen thuộc rồi. Thì chiếc xe này là mẫu Honda Sa phiên bản RS, sản xuất 2018. Mà chiếc xe này em giới thiệu qua một vài lần rồi và em mới bán cho khách xong.
Đấy, em bán cho khách với mức giá là trên 500 một chút thôi. Mức giá rất hợp lý. Thì ngoài những mẫu xe đang được bán tại cửa hàng thì em xin phép được giới thiệu với anh chị một chiếc xe mà em cũng mới nhập về trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây, mẫu xe em mới lấy về và đang để ở bên ngoài. Đây là mẫu Toyota Innova phiên bản E số sàn, sản xuất và đăng ký năm 2016, phong cũ, biển Hà Nội. Chiếc xe lăn bánh trên dưới 10 vạn km, còn cực kỳ đẹp. Em mới lấy về hôm sáng nay và đang được chào bán tại cửa hàng với mức giá là 460 triệu đồng giá còn thương lượng. Tất cả những mẫu xe bên em thì đều cam kết bằng văn bản với anh chị là hoàn toàn không đâm đụng ngập nước và đảm bảo hoàn toàn về chất lượng. Chi tiết thì em sẽ để ở phần mô tả dưới clip. Anh chị vui lòng liên hệ hotline hoặc đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là Nhất Huy Auto, số 2 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả quý khách.